Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân thị xã Mỹ Hào xét xử lưu động sơ thẩm hai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Ma Kiên Hoàng, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Cao Bằng, tạm trú tại phường Nhân Hòa. Hoàng bị công an bắt giữ về tội tàng trữ 0,161 gram heroin để sử dụng ngày 23 tháng 12 năm 2023. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Lò Trọng Đại, sinh năm 2003, quê ở tỉnh Sơn La. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Đại bị công an bắt quả tang đang tàng trữ 0,786 gram heroin và 0,283 gram ma túy methamphetamine. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy và đã từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân thị xã Mỹ Hào tuyên phạt Ma Kiên Hoàng 1 năm 9 tháng tù, Lò Trọng Đại 2 năm tù.